Thưa quý vị, Đảng bộ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng hiện có 112 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 3.500 đảng viên. Phát huy tinh thần gương mẫu, đảng viên tại các chi bộ đã tích cực đi đầu trong mọi hoạt động. Nhiều đảng viên đã có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, góp phần tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như thực hiện tốt công tác xây dựng đảng trong toàn đảng bộ. Nếu như trước đây, di chuyển xếp lật lốp tại xí nghiệp Radio, công ty cổ phần cao su Đà Nẵng phải có đến 4 người vận hành, vừa tốn công lao động, độ chính xác thấp thì nay, với sáng kiến của đảng viên Trần Đình Vũ về cải tiến lại hệ thống dây chuyền xếp, năng suất lao động tại đây đã tăng lên gấp 2 lần. Cái việc xếp lật lên cái giá nó đồng đều, đảm bảo cái chất lượng không bị cái chủ quan của người lao động mà nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của sản phẩm. Có lúc người lao động họ mệt thì năng suất nó sẽ giảm. Đương nhiên là mình đưa cái cơ cấu này vào thì nó sẽ tốt hơn rồi. Đảng bộ công ty cũng xác định rằng đã là những người đảng viên thì sẽ được bố trí vào những cái vị trí then chốt của cái công đoạn sản xuất cũng như là những vị trí quan trọng để quyết định tới cái việc là đảm bảo cái yếu tố sản xuất của công ty. Chính vì thế cho nên là tất cả quần chúng cố gắng phấn đấu và luôn luôn làm gương để được đảng bộ công ty quan tâm. Tuy dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong năm 2020, nhưng Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đã kịp thời chỉ đạo, động viên chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn để tổ chức thành công đại hội các cấp, đồng thời duy trì tốt hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm đời sống người lao động trong toàn đảng bộ. Cái năm 2020 này, tuy thiên tai dịch bệnh, nhưng chúng tôi tiền lương của bộ nhân viên vẫn bằng và cao hơn 2019. Nó tóm lại thì rõ ràng là công tác xây dựng đảng, phát triển đảng làm tốt, thì nó sẽ thúc đẩy phát triển sản xuất doanh nghiệp và từ đó chăm lo tốt đời sống người lao động. Đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu nghiệp thì chúng tôi với Ban Quản lý là đẩy nhanh và đẩy mạnh cái việc thành lập các cái tổ chức đảng, phát triển đảng viên và phát triển các cái tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp theo cái luận 80 của Ban Bí thư. Xác định đảng viên chi bộ là lực lượng nòng cốt tạo sức lan tỏa trong mọi hoạt động kinh doanh, năm 2021, Đảng ủy Khu Công nghệ Cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiếp tục tăng cường lịch làm việc với các tổ chức cơ sở đảng để nắm tình hình, kịp thời củng cố cấp ủy, điều chỉnh quy mô tổ chức cũng như nâng cao trách nhiệm trong công tác phát triển đảng viên mới tại các chi bộ.